Dự ngôn cuối của ông Bix, Internet sẽ biến mất, con người phải hướng nội để vượt qua kiếp nạn. An Nhiên xin chào quý khán thính giả của TCT. Thưa quý vị, YouTuber Brandon Bix đã trở thành hiện tượng trên mạng khi dự ngôn chính xác chi tiết với vụ ám sát ông Donald Trump. Ông Bix thường chia sẻ trên kênh Last Day của mình về tương lai mà thần triển hiện cho ông thấy khi cầu nguyện, lên tiếng về những thảm họa sắp xảy ra. Một số người coi ông Bix như một nhà tiên tri, số khác lại cho rằng ông chỉ là kẻ nói dối. Trong một video được xuất bản vào ngày 6 tháng 9, ông Bix đưa ra một dự ngôn mới, còn ám chỉ rằng đây có thể là dự ngôn cuối cùng của ông. Suốt cuộc thì chuyện gì sắp xảy ra với nhân loại chúng ta? Trước tiên chúng ta hãy xem ông Bix có những dự ngôn mới nào nhé. Bức màn hắc ám bị phơi bày. Cuộc bầu cử Mỹ năm 2024 hiện là tâm điểm chú ý của toàn cầu với ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump và ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris đang đối đầu nhau. Thần đã nói với ông Bix rằng sẽ có một sự việc làm rung chuyển chính trường Mỹ và đó sẽ là một sự kiện tiết lộ về bóng tối của chính trường Mỹ. Khi mọi chuyện bị phơi bày, tấm vải che mắt mọi người sẽ được gỡ bỏ, rất nhiều người sẽ thanh tĩnh. Từ góc độ của thế giới tâm linh, chính thần sẽ soi chiếu quang diệu vào những góc tối hắc ám đó. Những thế lực hắc ám cố gắng thao túng tư tưởng và hành vi của dân chúng sẽ thiêu thoái. Những người mà tâm linh bị mê muội sẽ được khải thị. Những người hiểu được chân tướng sẽ lấy lại tự do. Trên thực tế, không chỉ giới chính trị mà bóng tối trong lĩnh vực tài chính của nước Mỹ cũng sẽ bị phơi bày. Ông Bix mô tả rằng thần đã cho ông nhìn thấy hệ thống tài chính của Mỹ giống như một trò chơi xếp tháp gỗ Jenga với các khối gỗ lần lượt được gỡ ra và đặt lên đỉnh, tạo ra một cấu trúc ngày càng bất ổn. Điều đó có nghĩa là toàn bộ hệ thống tài chính vô cùng mong manh, yếu nhược. Ông nhìn thấy phần đỉnh của tháp gỗ trông có vẻ hoàn mỹ, nhưng ở giữa chỉ còn lại một khối để chống đỡ. Một khi khối đó khuỵu xuống, toàn bộ tòa tháp sẽ sụp đổ ngay lập tức. Và khi chuyện này xảy ra, mọi người đều hoảng loạn. Phố Wall bán tháo, người dân vội vã, bán ra bán ra, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Ông cũng cho biết, ông đã nhìn thấy một sự chuyển dịch tài phú một cách siêu nhiên, tương tự khi người Israel rời khỏi Ai Cập, họ nhận được tài phú từ tay người Ai Cập. Tài phú và những kẻ ác tích lũy sẽ được chuyển giao một cách thần kỳ cho những người trung nghĩa lương thiện. Thực hiện như thế nào thì khả năng dùng tư duy cố hữu của nhân loại cũng không thể tưởng tượng được. Trong video, ông Bix cho biết thời đại tiên tri đã qua và thần bảo ông không nên tiêu phí nhiều thời gian cho kênh. Tại sao vậy? Đó chính là YouTube sẽ biến mất và Internet sẽ kết thúc. Internet sụp đổ. Ông Bix nói rằng ông không coi bản thân mình là một nhà tiên tri, nhưng khi ông cầu nguyện thì thần sẽ triển thị cho ông nhìn thấy một số sự vật mang tính dự ngôn và thông qua cái miệng của ông để cảnh báo cho thế nhân. Có lẽ ông muốn chia sẻ những thông điệp mà thần khải thị cho nhân loại, giúp con người sống sót qua thảm nạn. Trong một khoảng thời gian, ông Brandon Bix thường xuyên làm video và kết nối với các nhà dự ngôn khác nhau với hy vọng sâu chuỗi những gì mọi người biết để có được một bức tranh hoàn chỉnh hơn. Nhưng ở thời đại này, có người tin cũng có người không. Ở đâu có khen ngợi thì ở đó có chỉ trích và ngôn luận của ông có thể đã động chạm đến lợi ích của một số người. Vì vậy, ông Bix cũng phải chịu đựng đủ loại khảo nghiệm khác nhau. Trong quá trình này, ông cho biết mọi người căn bản không biết gì về cuộc bức hại mà ông phải chịu đựng. Nhiều đêm, ông đã ngồi đó và khóc, cảm thấy bản thân phải chịu quá nhiều áp lực. Khi đó, thần đã đến bên ông và nói, Brandon, hãy mãi mãi bảo trì sự khiêm nhường, đừng bao giờ tìm kiếm sự khen ngợi của con người. Ý kiến của người ta biến hóa vô thường như thời tiết. Hãy nghĩ về kinh nghiệm của Chúa Giê-xu. Người ta trước đó đã vẫy vẫy những cành cọ để khen ngợi Ngài, nhưng chỉ một tuần sau, bọn họ đã kích động hét lên, đóng đinh hắn, đóng đinh hắn. Ông Bix chia sẻ, ông ý thức được rằng bản thân làm kênh này không phải để được mọi người khen ngợi, cũng không phải để tự mãn về điều đó. Ông chỉ làm những việc mình nên làm, những gì thần bảo ông làm, và ông hy vọng sẽ sớm hoàn thành sứ mệnh mà thần giao phó. Và thần lúc này cũng nói với ông rằng, Brandon, đừng bao giờ đứng trên bục xin tiền của người ta dù chỉ một lần cũng không được. Nếu con làm video để kiếm tiền, thì kênh này sẽ không còn tồn tại nữa. Thần còn nói với ông rằng, kênh của ông sẽ dĩ không tăng trưởng, những việc ông làm không có tiến triển là vì ông đã mưu đồ thu lợi từ người của thần. Vì vậy cho nên, thần sẽ triệt tiêu phúc phận được ban và hết thảy sẽ không còn tồn tại. Ông Bix nói, hiện tại có rất nhiều người viết những bài hát ca ngợi thần, tuyên dương những thần tích hoặc chia sẻ những dự ngôn như ông, nhưng mục đích không thuần chính. Một số muốn giành được những giải thưởng lớn hoặc họ muốn có được hợp đồng xuất bản sách để kiếm tiền.
họ còn muốn được mọi người sùng bái, ngưỡng mộ. Tóm lại, nếu là vì truy cầu danh lợi, thì tai họa sẽ giáng xuống kênh của họ, sẽ biến mất chỉ sau một đêm. Thần cũng bảo ông ngừng dành quá nhiều thời gian để làm dự ngôn trên kênh, ngừng nói với mọi người bất cứ điều gì về sụp đổ tài chính, ngừng nói ở đâu và khi nào, ngừng trích dẫn ngày tháng. Sự sụp đổ đang đến gần, nó sẽ khiến mọi người bàng hoàng, nó sẽ thức tỉnh họ. Thần nói rằng, việc ngài để ông Bix nói với mọi người sẽ có thảm họa. Mục đích chủ yếu không phải để bảo mọi người tích trữ vật tư, mà là hy vọng mọi người sẽ nghe được tin thần sắp đến. Thần tiết lộ với ông bí mật rằng, mọi người không thể dựa vào việc nhận thông tin từ người khác, vì sẽ sớm không còn YouTube và cũng chẳng còn Internet nữa. Nếu tất cả tiếng nói của những nhà tiên tri biến mất, thì mọi người nên làm gì? Mọi người nên học cách tự mình nhận được sự khải thị của thần, tự mình tìm đến đáp án. Thần nói với ông Bix rằng, dạy một người cách câu cá thì tốt hơn là cho anh ta một con cá. Điều này có nghĩa là gì? Theo lý giải của chúng tôi, thì thần muốn thông qua một sự Bix để nói với thế nhân rằng, nếu người ta có thể thức tỉnh từ nội tâm, có đức tin chân chính, minh bạch về ý nghĩa của sinh mệnh đến thế gian để làm gì, biết bằng cách hành thiện tích đức, xu cát tị hung, người trước mình sau, vậy thì họ không cần một người như ông đến nói với họ khi nào có tai nạn, làm sao để tránh miễn. Bởi vì khi đó, mọi người đã đề cao cảnh giới của sinh mệnh, có được sự bảo hộ của thần, thì tai nạn sẽ viễn ly họ. Hãy thuần khiết như một đứa trẻ. Đã đến đây, có thể quý vị sẽ đặt câu hỏi, liệu Internet có thực sự biến mất, YouTube sẽ thực sự kết thúc? Nếu chỉ nhìn vào dự ngôn này, quý vị có thể thấy khó tin, nhưng nếu chúng ta nhìn nó, kết hợp với những dự ngôn khác thì điều đó dường như hoàn toàn có thể xảy ra. Trước đây rất nhiều các nhà tiên tri nổi tiếng thế giới, như nhà tiên tri người Anh Greg Hamilton Parker, nhà tiên tri ngũ gật người Mỹ Edgar Cayce, nhà tiên tri truyền tranh Nhật Bản Ryo Tatsuki, cũng như một số sách tiên tri lớn của Trung Quốc, từng đề cập rằng tương lai khả năng sẽ có vận động địa chất, lật trời dậy đất, lực phá hoại của thiên tai là cực đại. Mọi người có thể nghĩ đến thảm họa do cơn bão Market mang đến bất cứ nơi nào nó đi qua. Và ông Bix nói rõ ràng rằng sẽ có tình trạng mất điện ở Hoa Kỳ. Nữ tu người Pháp Mary Julie từ 100 năm trước đã tiên đoán rằng toàn thế giới sẽ trải qua 3 ngày đen tối. Mọi thứ trong xã hội hiện đại đều dựa vào điện, nếu hệ thống điện xuất hiện vấn đề thì Internet không có cách nào duy trì hoạt động. Ngoài ra còn có một dịch bệnh lớn được nhiều nhà tiên tri nhắc đến, một trận đại dịch còn lớn hơn cả Covid sắp tấn công nhân loại. Ông Bix trước đó đã dự đoán 350 triệu người sẽ mất mạng nếu một trận dịch lớn xảy ra. Mọi phương tiện xã hội, bao gồm cả hoạt động của Internet, có thể bị ảnh hưởng sâu sắc. Vậy mọi người nên làm gì khi đối mặt với tất cả những điều này? Đó là hãy thuần khiết như một đứa trẻ. Ông Bix nói và cho biết thêm rằng mọi người nên khôi phục niềm tin vào thần, và đó không chỉ là đi theo hình thức hay là có mục đích. Ông nói thần hy vọng mọi người có thể trở về với sự hồn nhiên và giản dị như những đứa trẻ, không theo đuổi tôn giáo hình thức, mà là xuất phát từ trái tim chân thành thuần khiết. Khi một đứa trẻ 5 tuổi nói, bố ơi, con yêu bố, nó chỉ chân thành bày tỏ tình cảm của mình, mong muốn được bố dành thời gian và sự quan tâm, chỉ đơn giản là hy vọng được ở bên bố. Đối với đứa trẻ mà nói, nó không có ý tưởng vụ lợi nào. Ông Bix cũng đề cập rằng, mọi người có thể viết ra những điều bản thân đã làm sai và thành tâm cầu xin thần tha thứ. Điều này khiến chúng tôi nhớ đến một câu chuyện cổ của Trung Quốc về phòng dịch. Và cuối thời Đông Hán, Trung Quốc cũng bị ôn dịch hoành hành. Toàn quốc có hơn 20 trận dịch, mọi ngành nghề điêu tàn, dân chúng khốn cùng. Thời điểm này, thiên sư đạo giáo Trương Đạo Lăng đang giúp trị bệnh cho trăm họ ở Tứ Xuyên. Phương pháp chữa bệnh của ông rất đặc biệt. Ông yêu cầu bệnh nhân viết ra những tội lỗi của mình đã phạm phải trong đời vào một tờ giấy rồi thả xuống nước, đồng thời hướng tới thần linh thiên địa phát lời thề nguyện, hứa sẽ không làm những việc bất hảo như vậy nữa, nếu tái phạm thì sẽ kết thúc cuộc đời của mình. Không ngờ đơn thuốc của Trương Thiên Sư thực sự có tác dụng. Sau khi người bệnh áp dụng phương pháp này, thành tâm hối cải, đã thực sự khỏi bệnh hoàn toàn. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, dân chúng càng kính trọng thần linh, trọng đức hướng thiện, dân phong ngày càng trở nên thuần phát, lương thiện dịch, bệnh từ đó viễn ly họ. Không ngờ gợi ý của ông Bix lại trùng hợp với phương pháp trị bệnh kỳ diệu của Trương Thiên Sư từ hơn 1.800 năm trước. Có lẽ kính trời tính thần, bỏ ác hướng thiện mới là con đường thoát nạn chân chính, có thể xuyên việt thời gian và áp dụng cho mọi quốc gia. Qua lời tiên tri cuối cùng của ông Bix, chúng tôi cũng có đôi lời nhắn nhủ với mọi người đang theo dõi kênh rằng
bất kể tai nạn có xảy ra hay không và khi nào xảy ra, mong rằng mọi người bằng trái tim lương thiện của mình mà quảng tích phúc đức cho bản thân và người nhà cuối cùng có thể gặp nạn hóa an. Đến đây cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Và như mọi khi, nếu thấy video này ý nghĩa, quý vị và các bạn hãy để lại bình luận cũng như đăng ký kênh để nhận được video mới nhất nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, An Nhiên xin kính chào và hẹn gặp lại.